Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel kênh YouTube của Thanh Huy Audio. Và bây giờ là 8 giờ tối, anh em Thanh Huy đang lắp một bộ dàn cho khách ở dưới Cần Thơ. Và bộ dàn này thì có trị giá là 65 triệu. Bao gồm những cái thiết bị như sau. Là một cặp full đôi của 725, một cặp full đơn 715, một cặp xúc đôi AT 5 cấp, một cái bàn mixer MFX12-2, một cái chim nguồn AT A8 này, một cái bộ mic AT A680F, một cái bộ lọc EQ DVX231F, một cái phân tần Pushiver 223XF và 27 CA62, kèm theo đó là một cái tủ máy 16U và toàn bộ hệ thống dây jack kết nối và dây loa 4 ruột là tốt. Điểm ưu việt của bộ dàn này đó là sử dụng một cặp xúc đôi AT 2017. Đây là một cặp xúc cực kỳ lớn và thường sử dụng trong array rất là nhiều. Bộ này có uy lực xúc rất là mạnh. Và bên mình khi mà test, bên mình đã phải giảm volume xúc đi một chút khi mà ở trong nhà. Ngoài trời thì âm thanh của nó rất là bạo lực. Và khách hàng thay đổi sang một bộ micro 4 sóng của AT cho chất âm tốt hơn và trông mũi tốt hơn. Và sau đây thì bên mình sẽ test âm thanh của cái bộ dàn này. Tuy là khá là khuya nhưng mà mình cũng cố gắng test. Và các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật những clip mới nhất của Thanh Huy Audio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.